Chào các bạn, trong cái video lần trước thì bác sĩ Tân đã nói về kỹ thuật microbotox. Và trong cái video ấy thì đó là kỹ thuật chuẩn và mình đang triển khai áp dụng tại spa của mình cũng như các spa mà mình hỗ trợ chuyên môn. Hôm nay bác sĩ Tân đã gửi tới các bạn một cái video mới. Và trong video này thì vẫn là kỹ thuật microbotox thôi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ học đó là chúng ta phối hợp microbotox kết hợp với botox tiêu chuẩn. Trong tiếng Anh là botox standard hoặc là botox traditional, tức là botox truyền thống, cũng là những cái yếu tố mà thuật ngữ tiếng Anh các bạn nên nhớ. Và kỹ thuật này là kỹ thuật mà trong clip này bác sĩ Tân nói là dành riêng cho vùng trán và vùng labella các bạn nhé. Mục tiêu là chúng ta dùng microbotox để giúp cho vùng trán vẫn có thể duy trì được cái chức năng hoạt động bình thường, và từ đó chúng ta duy trì cho bệnh nhân cái tình trạng ổn định đẹp của cung mày. Đó là vấn đề lớn nhất mà botox truyền thống bị cạnh tranh bởi microbotox, bởi vì nó liên quan nhiều tới cái trạng thái ổn định đẹp của cung mày. Nói đến cái từ trạng thái đẹp của cung mày thì các bạn nhớ cho mình rằng trong thẩm mỹ nói chung, cái đẹp nó có liên quan tới bệnh nhân và rất nhiều yếu tố truyền thống vân vân. Hay do vậy thì mình dùng từ là trạng thái ổn định đẹp của cung mày các bạn nhé. Và đồng thời là mịn da, giảm kích thước lỗ chân lông, cải thiện độ bóng và giãn lớp nhăn, đặc biệt là các lớp nhăn ở vùng trán bên, và giải quyết các cái tình trạng cơ trán hoạt động quá mức. Nói thêm với các bạn đó là khi mà các bạn tiêm botox thì botox sẽ không nằm ở một vị trí, nó không giống như filler mà nó sẽ khuếch tán sang hai bên và lên trên xuống dưới. Hay do vậy thì microbotox chúng ta tiêm những cái giọt rất là nhỏ, chúng ta tiêm vào trung bì hoặc là ngay dưới da thôi, thì nó vẫn khuếch tán lên trên và từ đó nó cải thiện cái tình trạng giảm tiết những cái tuyến bã nhờn, từ đó là giúp cho da của bệnh nhân mịn hơn, rồi thì lỗ chân lông dần dần là thu nhỏ lại do nó không còn phải giãn ra để tiết bã nhờn, dầu nhờn nữa, rồi thì nó cải thiện được bóng lớp nhăn. Những cái thứ đó là điều đương nhiên đúng không, của microbotox. Chúng ta sẽ cùng đến với kỹ thuật nha các bạn. Chúng ta sẽ có tổng cộng 24 đơn vị microbotox là đủ cho toàn bộ cái vùng trán giữa. Ở trong bài này có thuật ngữ là đơn vị, thì các bạn nhớ cho mình đây đơn vị pha của microbotox mà trong cái bài trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Và thống kê lại thì là chúng ta dùng 24 đơn vị là đủ cho toàn bộ vùng trán, trán giữa của bệnh nhân đấy các bạn nhé. Và bao gồm 8 điểm tiêm ở vùng ngay trên cung mày và glabella, tổng cộng là 8 điểm. Và cái mục tiêu tiêm này là để giảm hoạt động của cơ mày. Và 8 điểm tiêm ở vùng vết chân chim cũng như là những cái vùng xung quanh đó để chúng ta điều trị cho bệnh nhân, thì tổng cộng nó có 2 lần 8 điểm như này đấy các bạn nên nhớ. Và nếu chúng ta đã sử dụng cái botox truyền thống, thực ra chúng ta có thể sử dụng theo cái kỹ thuật lần trước, đó là các bạn tiêm hoàn toàn microbotox cho cái vùng này. Thế nhưng mà trong bài này chúng ta dùng botox truyền thống mà chúng ta tiêm vào vùng glabella ngay trên cung mày và giữa trán để nâng cái chân mày lên, thì 12 đơn vị tương đương với 0,5ml dung dịch đã chuẩn bị. Và cái thuật ngữ đơn vị và dung dịch này các bạn xem lại cái bài trước nhé, mình đã hướng dẫn rồi, là đủ để điều trị cho cái vùng trán bên. Đó là những kiến thức mà dễ hiểu thôi, các bạn mà chưa hiểu các bạn có thể ghi lại nhé. Nó rất là đơn giản, con số thôi. Và kết quả thường kéo dài là 4 tháng. Theo mình 4 tháng là tuyệt vời đối với kỹ thuật này, bởi vì bệnh nhân không phải trả quá nhiều tiền, cộng thêm nữa là không đau đớn, rồi thì không có lo ngại nhiều cái vấn đề tai biến biến chứng, mà kết quả kéo dài được 4 tháng thì theo mình là chuyện rất là hợp lý và hài hòa. Và thực tế thì hiện nay trên thế giới là microbotox tiêm rất là nhiều nha các bạn. Đây là một cái hình ảnh mình vừa cho bạn xem một slide 2 mà trong cái slide trước mình có đề cập. Chúng ta tiêm 12 đơn vị botox bề mặt nha, superficial gọi là bề mặt, tiêm nông vào vùng trán bên dưới cái dạng nhỏ giọt, mà trong bài trước mình cũng đề cập với các bạn đó là micro droplet. Thì các bạn nhớ cho mình là tiêm nhỏ, dạng nhỏ giọt, và vùng đánh dấu màu trắng là những nơi chúng ta sẽ tiêm như vậy, đó là vùng trán bên và những cái vùng đánh dấu màu trắng mà mình đã thể hiện trong hình ảnh trong cái slide này. Và mỗi một giọt sẽ để lại một cái đốm nhỏ màu trắng khi các bạn tiêm. Thế nhưng mà nếu các bạn không thấy những cái sẩn, những cái đốm nhỏ màu trắng thì có thể là do các bạn đã tiêm quá sâu. Đó là một trong những cái điểm mà các bạn nên cẩn thận trong kỹ thuật. Một thể tích là 0,05ml tương đương với 2 đơn vị botox tiêu chuẩn.
thì pha loãng với 2,5 ml chúng ta sẽ sử dụng cho vùng glabella và vùng giữa trán giấu lâu nha các bạn. Tuy nhiên thì mình nói lại là chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp tiêm microbotox đơn thuần thôi, nhưng mà cho cả cái vùng trán này, cả nâu và trắng, hay tổng cộng là khoảng cũng có thể là một cái chất lượng là từ 16 đến 20 đơn vị cho toàn bộ vùng glabella và vùng trán giữa các bạn nhé. Trán giữa nha các bạn, trán giữa là cái vùng chính giữa trán, còn hai cái vùng mà hai bên thì gọi là vùng trán bên. Và đây là kết quả. Nhưng mà trước khi đến kết quả thì chúng ta sẽ cùng điểm thêm một chút yếu tố về mặt kỹ thuật. Trung bình chúng ta sẽ có tới 40 cho tới 50 điểm tiêm ở vùng trán. Và gây tê vùng trán chúng ta sẽ có thể dùng là lidocaine 0,5% và loại không có adrenaline. Chúng ta sẽ tiêm phòng với dây thần kinh trên ổ mắt, và cho chúng ta sẽ dùng thêm lidocaine 5% tại chỗ nhé, dạng bôi ấy, để bổ sung cho những cái vùng mà phong bế thần kinh chúng ta chưa che phủ được. Thế tuy nhiên thì cũng có thể chúng ta không cần phải gây tê, bởi vì kỹ thuật này thường không quá là gây ra nhiều cái đau đớn. Nhưng mình vẫn nói vì có nhiều bạn cũng vẫn hỏi về cái vấn đề tê này. Chúng ta nên tiêm vùng trán bên để cung mày của bệnh nhân được hài hòa và tránh tạo cảm giác nặng nề cho bệnh nhân. Chúng ta đừng có tiêm mỗi vùng trán giữa mà bỏ qua cái vùng trán bên, thì cái cảm giác nặng nề của bệnh nhân là thường xảy ra nếu chúng ta chỉ tiêm ở vùng trán giữa và hai vùng trán bên chúng ta không tiêm. Thì đó là những cái kinh nghiệm của mình chia sẻ với các bạn. Và trong hình ảnh các bạn đang xem thì vùng trán được tiêm microbotox, hình A là khi mà bệnh nhân thư giãn và hình B là khi mà hoạt động vùng trán, thì các bạn thấy lông mày di chuyển tự do hài hòa mà bệnh nhân không có lớp nhăn. Đây là một bệnh nhân trẻ ít lớp nhăn. Còn một bệnh nhân nữa thì mình sẽ nói với các bạn là cuối video các bạn nhé. Và các bạn nhớ cho mình rằng không phải bệnh nhân nào cũng phải hết lớp nhăn mới là tốt. Bởi vì như bệnh nhân này là cuối video đây, thì mình định nói cuối nhưng mà mình vẫn phải giải thích với các bạn để các bạn đừng vội vàng xem cái kết quả này. Bởi vì có những bệnh nhân người ta vẫn cần phải duy trì một cái lượng lớp nhăn bình thường, lớp nhăn nhỏ nhỏ để phù hợp với độ tuổi của bệnh nhân. Hay do vậy thì kết quả này là tốt đối với bệnh nhân này. Này các bạn nhớ trong thực tế cũng là như vậy. Vùng trán và vùng glabella sau 4 tháng tiêm 20 đơn vị microbotox, các bạn thấy là các lớp nhăn trán thì ít hơn, cung mày thì vẫn là trạng thái ổn định đẹp đúng không? Thế nhưng vẫn còn một chút. Do vậy thì các bạn nhớ cho mình rằng những cái kết quả này đối với kỹ thuật này là chúng ta có thể áp dụng được giữa botox tiêu chuẩn và microbotox thuần túy trong cái clip mà mình nói lần trước. Và đây là clip bổ sung và sẽ còn có 2-3 clip nữa thì mình sẽ dành thời gian mình dạy các bạn nốt. Mình hy vọng là các bạn sẽ học tốt. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn sức khỏe.